Xin chào các bạn đã đến với Thuận Cáp video ngày hôm nay Hôm nay là ngày 21 tây tháng 7 năm 2020 và là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ Thì cuối cùng chúng ta đã thấy được là giá của BTC đã di chuyển nhưng mà không có di chuyển nhiều như là nhiều người mong đợi từ mấy tuần qua BTC đã di chuyển lên tới mức là 9.380 nhưng mà lại đứng yên ở cái giá này trong vòng mấy tiếng hồi vừa qua Nhưng mà dù sau đây nữa hôm nay chúng ta cũng đã thấy được là BTC di chuyển nhẹ và đi lên cho nên tôi cũng đã đổi cái đèn sau lưng của thượng thành màu xanh lá cây về việc liên quan tới bitcoin tăng trưởng về mặt giá cả thì CoinDesk đưa ra một bài viết nó là lý do tại sao bitcoin tăng trưởng cho các bạn thấy được là cái mức mà tăng trưởng từ hôm qua cho tới bây giờ lên tới 9.380 là tại vì liên quan tới một cái gói hỗ trợ được thông qua ở châu âu và gói hỗ trợ này là một cái gói hỗ trợ mà chúng ta cũng đã từng nói đến nhiều người đang trông chờ là gói hỗ trợ 750 tỷ euro đã được thông qua để mà hỗ trợ dịch bệnh và các bạn thấy được này có hỗ trợ thì thông qua để dẫn đến nhiều cái chỉ số chứng khoán ở châu âu cũng như là ở châu á đã tăng lên các bạn thấy trong bài viết này nói là trung bình những chỉ số chứng khoán ở châu âu đã tăng lên 1,5% trung bình và chúng ta nói riêng về chỉ số của nước đức germany dax thì các bạn thấy đã đạt được mức là cao nhất từ hồi tháng 2 cho tới bây giờ có nghĩa là không chỉ riêng là ở hoa kỳ mà các bạn thấy được là ngay cả ở châu âu chúng ta cũng nhận ra được là nhiều chỉ số chứng khoán bây giờ đã đạt được cái mức cao bằng trước khi mà có dịch bệnh xảy ra trong khi mà chúng ta thấy là kinh tế của khắp nơi vẫn còn rất là bất ổn và những công ty những doanh nghiệp thu nhập của họ bây giờ so với trước khi mà dịch bệnh xảy ra thì nhiều thu nhập vẫn thấp hơn rất là nhiều so với trước khi mà có dịch bệnh có nghĩa là nền kinh tế thì không có ổn nhưng mà về mặt tài chính, về mặt chỉ số chứng khoán thì lại đã đạt được cái mức cao bằng trước khi mà có dịch bệnh xảy ra. Cho nên đây không phải là một cái vấn đề riêng cho chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ mà ngay cả châu Âu cũng vậy. Và chúng ta nhìn vào các chỉ số chứng khoán ở châu Á thì trong bài viết này nói là trung bình đã tăng lên 2% và khi chúng ta nhìn vào chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ ngày hôm nay thì kết thúc là chỉ số Dow Jones tăng 0,6%, S&P tăng 0,17% và Nasdaq đã xuống 0,81%. Và vì lý do liên quan tới cái gói hỗ trợ này được thông qua Condes nói đây là lý do tại sao mà chúng ta thấy được là giá của BTC tăng lên Tuy chúng ta nói là giá của BTC đã có cái sự tăng trưởng nhưng mà thật ra trong vòng 24 tiếng hồi vừa qua thì chỉ tăng có 2,3% Và chúng ta nhìn vào giá cả của BTC thì từ tháng 6 cho tới bây giờ các bạn thấy là di chuyển trong phạm vi rất là nhỏ Và thường thì khi mà di chuyển trong phạm vi nhỏ như vậy trong thời gian dài như vậy thì khi mà rời khỏi phạm vi này giá sẽ có cái sự dao động rất là lớn chứ không phải là chỉ dao động có 2,3% và chúng ta nhìn vào ngoại trừ BTC ra thì những đồng lớn cũng không có nhiều cái sự thay đổi cho bạn thấy là Ethereum cũng tăng nhưng mà chỉ có 3,6% trong những đồng lớn này chúng ta thấy được là có đồng Bitcoin SV đã tăng 5,7% và đồng kế tiếp là đồng Tezos tăng 7,8% và chúng ta sẽ nói tới một số những cái thông tin mà Thuận cảm thấy là quan trọng liên quan tới thị crypto cũng như là liên quan tới cái tình hình tiền tệ của tương lai. Chúng ta nhận được một số những thông tin liên quan tới Mastercard cũng như là thông tin uh, liên quan tới cục dự trữ bang của Hoa Kỳ về tương lai tiền tệ như thế nào. Đây sẽ là một cái đề tài mà mình nghĩ là nhiều bạn sẽ rất muốn biết liên quan đến tình hình bây giờ là ra sao tại sao chúng ta lại thấy được những cái tin tức liên quan tới PayPal, liên quan tới Mastercard, liên quan tới Visa. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mà đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và nếu như các bạn muốn theo dõi Thuần Capital trên những mạng xã hội, các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này để các bạn có thể tìm thấy những cái link chính thức như là Facebook, Telegram và Twitter hay là các bạn là một trader trước khi mà các bạn muốn tìm hiểu một sàn giao dịch thì các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới để tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuần Capital, những ưu đãi cho sàn NEPX cũng như là sàn Bybit. Đây là hai sàn margin tham gia vào sàn Nasdaq thì bạn có thể điền đơn được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu trade miễn phí hay là các bạn có thể tham gia vào sàn Binance hay là sàn Coinbase tất cả các link nằm ở phía dưới video này và chúng ta hãy trở lại để mà nói về một số những thông tin mà nhiều bạn cũng nhắn tin hỏi thuận liên quan tới Mastercard thì khi mà chúng ta nói về cái thông tin liên quan tới Mastercard này là đây là một thông tin là công ty Mastercard đã ký hợp đồng với lại công ty YX Công ty YX là một cái công ty trong thị trường crypto chúng ta sẽ nói thêm về một lát nữa. Công ty Mastercard thì các bạn cũng đã biết là công ty gì đây là một công ty mà phát hành những cái thẻ Mastercard. Thì thông tin này thực sự rất là quan trọng để thường chia sẻ với các bạn là tầm quan trọng như thế nào. Và thật ra khi mà chúng ta nói những cái thông tin riêng lẻ như là thông tin liên quan tới Mastercard này thì các bạn thường sẽ không có kết nối được cái tầm quan trọng là như thế nào nhưng mà khi các bạn kết nối được với những cái thông tin mà chúng ta đã từng chia sẻ trước đây thì tôi nghĩ các bạn sẽ hiểu được là chuyện đang xảy ra thì để thông chia sẻ về thông tin này trước sau đó chúng ta sẽ kết nối với những cái thông tin khác như là cái thông tin liên quan tới Visa Card và thông tin liên quan tới PayPal mà chúng ta đã nói tới trước đây thì các bạn thấy là Mastercard ký hợp đồng với là YX thì công ty YX này là một cái công ty mà cho các bạn có thể mua lưu trữ và sử dụng tiền kỹ thuật số thông qua những cái mạng lưới của YX thì khi mà chúng ta nói tới công ty YX này thì các bạn có thể tưởng tượng như là các bạn mua Giả sử như các bạn có cái ứng dụng Coinbase thì các bạn mua tiền kỹ thuật số, các bạn lưu trữ trên ứng dụng này Và các bạn có thể là sử dụng thông qua những cái mạng lưới, những nơi thanh toán chấp nhận ở trong cái mạng lưới của YX này Thì tin tức liên quan tới Mastercard này khi hợp đồng YX có nghĩa là sao? Có nghĩa là YX sẽ có một cái thẻ Mastercard thì các bạn cứ tưởng tượng đi, bây giờ khi mà các bạn đi thanh toán thì các bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng Visa hay là Mastercard Thì nếu như mà công ty YX này có thẻ Mastercard, có nghĩa là những nơi nào mà chấp nhận thẻ Mastercard thì có thể sử dụng được Trước đây thì các bạn thấy được là tuy trên trong web này nói là có 54 triệu nơi chấp nhận trong hệ thống của YX Nhưng mà khi mà các bạn thấy là có thẻ Mastercard, thì những nơi nào mà chấp nhận Mastercard thì YX sẽ có thể chấp nhận ở nơi đó khi mà các bạn thanh toán giả sử các bạn đi ăn đi uống sử dụng thẻ Mastercard của công ty YX này thanh toán thì cái số tiền đó sẽ được trừ trong cái tài khoản chương mục crypto của, của các bạn có nghĩa là các bạn có thể là sử dụng crypto trong cuộc sống hàng ngày mà không cần phải chờ nơi đó là chấp nhận sử dụng bằng Bitcoin hay Ethereum hay bất cứ mô đồng nào khác các bạn có thể thanh toán như là các bạn thanh toán bằng tiền mặt tiền sẽ được trừ trong tài khoản của YX và cái thông tin này rất là quan trọng Tại sao? Tại vì đây là cái tin tức đầu tiên chúng ta nhận được Là một cái cái công ty ở trong thị trường crypto này Có thể ký hợp đồng trực tiếp với lại công ty Mastercard Tại vì trước đây đó không phải là cách làm việc của những công ty như là Visa hay là Mastercard Năm 2018 chúng ta nhận được rất là nhiều những cái thông tin liên quan tới Mastercard và Visa card không thích thị trường crypto này Cho nên trước đây khi mà các bạn là một cái công ty trong thị trường crypto hay là các bạn là một sàn giao dịch mà các bạn muốn đưa ra một cái thẻ tín dụng riêng là một điều rất là khó khăn. Không giống như là các bạn thấy là những cái broker, những cái công ty cho giao dịch trong thị trường chứng khoán thì rất là dễ dàng để mà đưa ra một cái thẻ tín dụng cho khách hàng của họ. Công ty crypto và những sàn giao dịch thì không dễ dàng như vậy. Trước đây khi mà một công ty crypto giả sử như bạn là một cái sàn giao dịch, bạn là chủ sàn và bạn muốn đưa ra một cái thẻ tín dụng, một cái thẻ Mastercard để cho khách hàng của bạn khi mà sử dụng thẻ Mastercard này thì có thể là được trừ tiền trực tiếp trong cái chương mục giao dịch của họ điều đó là rất là khó khăn các bạn phải thông qua những công ty trung gian tại vì những công ty trung gian là những công ty mà đã có cái quan hệ với lại công ty master hay là visa và họ đã có những cái bàn hoạt động cần thiết cho nên các bạn phải thông qua những công ty trung gian nhưng mà nếu công ty trung gian đó mà lường về các bạn thì sẽ bị tổn thất rất lớn như đây các bạn thấy được là có nhiều công ty trung gian coi như là đã thất bại như là các bạn thấy được công ty wirecard cái tay không lâu thì tin tức cuối cùng thì công ty wirecard cũng đã không thể hỗ trợ thêm crypto và chúng ta thấy được là cái tin tức liên quan tới việc là yx có thể có được hợp đồng trực tiếp với lại mastercard là một điều rất là quan trọng là một cái điều hoàn toàn mới trong thị trường này có thể nói là yx là cái công ty crypto đầu tiên mà có thể ký hợp đồng trực tiếp với lại mastercard điều này có thể làm cho những khách hàng của công ty yx có thể sử dụng cái thẻ tín dụng ở ngoài đời bình thường mà được trừ tiền trực tiếp ở trong chương mục crypto của họ mà không cần phải bán tiền mà đưa tiền vào trong ngân hàng sau đó mới sử dụng đây là một cái điều rất là quan trọng thông qua tin tức này các bạn thấy được là việc mà sử dụng crypto trong đời sống hàng ngày đã dần dần trở thành hiện thực Tại vì như thường đã chia sẻ trước đây, nếu như mà các bạn muốn một người bình thường mà sử dụng crypto dùng để thanh toán trong đời sống hàng ngày thì crypto cần phải được đơn giản hóa hơn. Tại vì các bạn thấy là người bình thường khi mà họ đi mua sắm, họ đi ăn uống Xong rồi họ dùng thẻ của họ để mà tính tiền Sau đó họ chỉ cần quan tâm đến là cuối tháng Khi mà bill về họ trả cái bill đó Họ không cần phải quan tâm đến là phía sau lưng cái thẻ đó Hoạt động như thế nào Nhân hàng trả tiền cho chủ tiệm như thế nào Điều đó không quan trọng Điều quan trọng là họ có thể là thanh toán nhanh gọn lẹ Và nếu như mà các bạn bắt một người bình thường sử dụng crypto mà phải có khóa cá nhân phải có ví cá nhân sau đó là phải sử dụng trên mạng lưới như thế nào chờ để có xác nhận thì điều đó rất là phiền phức điều đó hoàn toàn là không thể xảy ra đối với đời sống hàng ngày cho nên các bạn thấy được là những cái sản phẩm mà có thể cho thực hiện thanh toán trực tiếp thông qua cái mạng lưới hiện có nhưng mà trừ đi trong chuyên mục crypto là một cái điều mà rất là tiện lợi và sẽ dẫn đến việc là sau này khi mà chúng ta thấy crypto sử dụng trong đời sống hàng ngày không phải là một điều gì mà quá bất ngờ nữa tại vì người ta đơn giản khi mà sử dụng thì ta cũng không nghĩ đến là đang sử dụng crypto họ chỉ nghĩ đến là đang sử dụng tiền mặt thì câu hỏi bây giờ là tại sao chúng ta lại thấy những công ty như là Mastercard, Visa, Card, PayPal Trước đây thì không thích thị trường crypto nhưng mà gần đây hầu như đã đang đi vào thị trường crypto rất là nhanh Thì câu trả lời là liên quan tới cái thị trường tiền tệ sau này cũng như là ngân hàng sau này sẽ như thế nào Tại vì các bạn thấy đã có rất nhiều thay đổi trong thời gian gần đây Chúng ta nhìn vào một số những thông tin mà thường đã từng chia sẻ với các bạn Như là chúng ta nhìn vào thông tin liên quan tới Trung Quốc đi Trung Quốc cũng đang thử nghiệm tiền điện tử riêng của cha của họ CBDC của Trung Quốc và ngay cả bên Thái Lan thường đã chia sẻ tin tức này ở trên mạng xã hội là ngân hàng trung ương của Thái Lan cũng đang thử nghiệm tiền điện tử riêng của Thái Lan và những quốc gia khác mà các bạn thấy là như là quốc gia Canada hay là Hoa Kỳ tuy là nói bây giờ là chưa có cái kế hoạch đưa ra tiền điện tử riêng của quốc gia nhưng mà trong tương lai họ sẽ đưa ra tiền điện tử riêng của quốc gia của họ điều này nghĩa là sao nghĩa là các bạn thấy được là khi mà ngân hàng trung ương đưa ra tiền điện tử riêng thì Tôi có thể nghĩ được là người dân sẽ có một cái chương mục một cái ví trực tiếp ở ngân hàng trung ương thì điều đó có nghĩa là sao có nghĩa là các bạn không cần phải thông qua ngân hàng như là thời điểm hiện tại nữa và điều đó có nghĩa như thế nào đối với ngân hàng thì rất là khó đón sau này tôi nghĩ là cái ngành ngân hàng sau này sẽ thay đổi rất là nhiều khi mà người dân không cần phải thông qua ngân hàng họ có thể là sử dụng tiền trực tiếp thông qua ngân hàng trung ương thông qua những cái ví có thể là sử dụng cái ví như ví ledger, những ví chứa lạnh hoặc là một cái ví riêng trong một trang web của ngân hàng trung ương nhưng mà điều này các bạn thấy là hoàn toàn có thể xảy ra và nếu như mà các bạn là chủ của những công ty như là Mastercard, Visa PayPal khi mà các bạn trong vòng bao nhiêu năm nay đã hỗ trợ thị trường ngân hàng và các bạn thấy đã có lợi nhuận rất là khủng nhưng mà bây giờ các bạn thấy là tương lai có thể là lợi nhuận đó không còn nữa thì các bạn sẽ làm gì? Nhìn vào những cái thời điểm mà những cái công ty mà trước đây là một công ty lớn nhưng mà vì không theo kịp cái xu hướng của thị trường đã khiến công ty đó đã bị lỗ lạ rất nhiều hay là bị phá sản như là chúng ta nói tới là những cái công ty như là công ty Kodak đã không nhận ra được là sau này người ta không có thích chụp hình rồi in ra nữa người ta chỉ thích chụp hình xong rồi coi trực tiếp trên máy vi tính hay là chúng ta nói tới công ty Blockbuster không nhận ra được là sau này người dân không có thích đi mướn dĩa DVD nữa mà họ chỉ thích xem trực tiếp trên mạng các bạn thấy được là những công ty mà không bắt kịp cái sự thay đổi trong đời sống hàng ngày chúng ta không bắt kịp được cái sự tiến triển của công nghệ thì sẽ bị bỏ lại phía sau lưng cho nên các bạn thấy được là những công ty như là Mastercard, Visa Card, PayPal đã tham gia vào những crypto này rất là nhanh và thật ra trước đây khi mà dự án Libra bắt đầu thì các bạn cũng đã thấy là công ty PayPal, Mastercard và Visa Card là ba công ty mà đã tham gia vào dự án Libra tại sao? tại vì khi mà họ tham gia vào để mà chạy một cái nô thì khi mà dự án Libra được thực hành mà được phát hành ra thì những cái phí giao dịch đó họ sẽ được hưởng một phần Đôi cũng như là các bạn thấy là họ có thể kiếm được lợi nhuận từ cái dự án Libra này nhưng mà sau đó thì dự án Libra gặp rất là nhiều rắc rối từ nhiều chính phủ khắp nơi cho nên các bạn thấy là từ từ những cái người trước đây ủng hộ Libra đã rời khỏi bắt đầu là từ công ty PayPal cho nên việc mà công ty Mastercard muốn hỗ trợ công ty YX này là một điều thường cảm thấy là cũng rất bình thường tại vì họ nghĩ đây sẽ là tương lai khi mà tiền kỹ số được đưa ra mặc dù đó là tiền kỹ số của một quốc gia hay là tiền kỹ số tư nhân hay là tiền kỹ thuật số việc tập trung thì họ vẫn nghĩ là tiền kỹ số mới chính là tương lai chứ không có phải là ngân hàng hiện tại thì có một số bạn hỏi thuận là tại sao mà những ngân hàng trung ương phải tự đưa ra một cái tiền điện tử hay là tiền cái được số riêng của quốc gia tại vì bây giờ cái tiền bạc hiện tại các bạn cũng đang thấy là phần lớn là không phải là tiền mặt mà nằm trên máy vi tính thì đó cũng chỉ là những cái con số điện tử tại sao những ngân hàng trung ương lại phải rắc rối để mà đưa ra một tiền cái được số riêng một tiền điện tử riêng thì cái câu trả lời là rất đơn giản tại vì các bạn thấy cái con số trên màn hình các bạn khi mà các bạn đi vào ngân hàng các bạn gửi tiền vào con số trên màn hình các bạn con số dư đó không phải là tiền mà con số dư đó là cái nợ nghĩa là sao có nghĩa là đó là cái số nợ mà ngân hàng đã nợ các bạn khi các bạn chở vào ngân hàng để mà lấy ra thì họ sẽ trả nợ cho các bạn cộng với lại tiền lời chứ không phải là tiền điện tử các bạn thấy được là cái con số mà được ghi ngân hàng chỉ là con số nợ tại vì tiền các bạn đã đưa cho họ họ ghi nợ cho các bạn bằng cách là đưa con số đó lên trên màn hình cho nên các bạn thấy được là rất là khác tiền điện tử riêng có nghĩa là tiền được phát hành từ ngân hàng trung ương chứ không phải là một cái số nợ như là tình hình bây giờ giữa các ngân hàng tại vì các bạn thấy được là ngân hàng khi mà bị phá sản thì tiền các bạn nhiều khi cũng không lấy lại được thì chào mình các bạn đây là một cái bài được chia sẻ bởi The Blog ngày hôm nay đây là một lời phát biểu của trợ lý phó chủ tịch Robert Bench của Federal Reserve Bank of Boston có nghĩa là cục giữ liên bang ở Boston đã chia sẻ là bây giờ thì Hoa Kỳ cũng giống như là Canada chưa có cái chiến lược cụ thể là khi nào sẽ đưa ra tiền điện tử nhưng mà Hoa Kỳ là phải chuẩn bị để khi mà cần thiết sẽ được đưa ra tiền kỹ thuật số nhanh chóng. Tại vì các bạn thấy được là trong tương lai nếu như mà những cái quốc gia như là Trung Quốc, Thái Lan thậm chí là những cái quốc gia ở châu Âu tự đưa ra tiền điện tử của quốc gia đó mà Hoa Kỳ chưa có thì đây sẽ là một cái lợi thế của những cái quốc gia đó so với lời tiền đô la hiện tại. Vì cái lý do đó tôi nghĩ là ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ trước đây thì nói là chưa hứng thú đối với tiền kỹ thuật số riêng của một quốc gia. Nhưng mà trong năm nay các bạn thấy là cái thái độ đó được thay đổi rất là nhiều và cái việc liên quan tới dịch bệnh đã khiến cho cái sự thay đổi về nhiều suy nghĩ liên quan tới hệ thống tiền tệ hiện tại tại vì các bạn thấy được là khi mà cái dịch bệnh xảy ra thì nó đã soi sáng được những cái lỗ hỏng liên quan tới hệ thống tiền tệ bây giờ mà chúng ta đã từng nói tới rất nhiều lần trên channel này nhưng mà khi mà hệ thống tiền tệ thông qua dịch bệnh này nhiều người đã thấy rõ ràng hơn là nó bị những lỗ hỏng nào một thông tin chúng ta nhận được là một số ngân hàng ở hoa kỳ đã hết cái tiền xu tại sao hết tiền xu tại vì những cái nơi mà in tiền xu của hoa kỳ đã bị trì hoãn khi mà dịch bệnh xảy ra cho nên nhiều ngân hàng bây giờ là không còn tiền xu để mà hoạt động nữa đến nỗi mà những ngân hàng như là community state bank ở milwaukee đã đưa ra thông báo là nếu như mà người dân có tiền xu có thể đem đến ngân hàng để mà gửi và sẽ được 5% tiền lời có nghĩa là các bạn gửi vào 100 đô thì sẽ được ngân hàng đưa cho 105 đô tại vì ngân hàng đang cần tiền xu cho nên các bạn thấy được là thông qua dịch bệnh này nhiều quốc gia đã thấy được nhiều cái lỗ hỏng của ngân hàng hiện tại bình thường thì không có vấn đề gì nhưng mà khi mà các bạn cần ngân hàng hoạt động một cách hiệu quả thì lại gặp nhiều khó khăn ngay cả bây giờ các bạn muốn di chuyển tiền từ những cái ngân hàng với nhau, giả sử như các bạn muốn di chuyển là 100.000 đô từ ngân hàng này qua ngân hàng khác các bạn vẫn phải vào cho ngân hàng để mà ký giấy tờ tại vì các bạn thấy là di chuyển số lớn thì rất là phiền phức và đừng nói tới là di chuyển xuyên quốc gia các bạn thấy là cái phí sẽ cao hơn và sẽ tốn nhiều thời gian hơn vì lý do đó nhiều quốc gia cho là tiền cực số của quốc gia mới là tương lai chứ không phải là thông qua những ngân hàng hiện tại cho nên các bạn thấy được là những cái công ty như là Visa, Master, Paypal thì thường không nghĩ là họ sẽ ngồi yên nếu như mà họ đã nhận định được tương lai là như thế nào thì thường nghĩ là họ sẽ chấp rút để mà thay đổi những khách hàng của mình chấp rút để mà hỗ trợ thêm những crypto này và nhiều bạn cũng hay hỏi thuận là khi mà những cái quốc gia đưa ra tiền kỹ thuật số riêng thì có quan hệ như thế nào đối với tiền kỹ thuật số phi tập trung bây giờ như là bitcoin ethereum chẳng hạn thật ra đối với thuận sự ảnh hưởng thì cũng không có có nhiều tại vì tiền kỹ được số riêng của một quốc gia hay là tiền điện tử của một quốc gia đó là một cái tiền được quản lý bởi ngân hàng trung ương cũng giống như là cái tiền tệ hiện tại các bạn thấy cũng không bị khác biệt được in ra và quản lý phần trăm lạm phát cũng được quản lý bởi ngân hàng trung ương còn tiền điện tử bây giờ như là Bitcoin hay là Ethereum thì vẫn sẽ tiếp tục các bạn thấy là hai điều này là hai điều hoàn toàn khác nhau và cho tới ngày hôm nay các bạn thấy là không có một quốc gia lớn nào ra thông tin là sẽ cấm tiền điện tử phi tập trung hoạt động trong quốc gia đó các bạn thấy là Hoa Kỳ hay là Canada hay là thậm chí những nước lớn ở châu Âu và châu Á thì vẫn cho người dân mua và lưu trữ crypto. Đây là một điều hoàn toàn hợp pháp. Tại sao? Tại vì họ biết được là có cấm hay nữa cũng không có hiệu quả. Tại vì đây là những mạng lưới phi tập trung. Và nếu như mình cho hoạt động thì cái lợi sẽ nhiều hơn là hại. Các bạn có thể đánh thuế được, các bạn có thể quản lý được. Nhiều công ty sẽ được mở ra và sẽ có nhiều người có công việc làm hơn, đóng thuế sẽ cao hơn. Cho nên đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới những gì mà chúng ta đã nhận được về việc và tại sao chúng ta nhận hàng loạt những cái thông tin liên quan tới những cái công ty tài chính bây giờ lại liên tục đưa những cái thông tin là hợp tác với những công ty trong thị trường crypto này. Và tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay. Và Thuận, sẽ gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.